Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Khi các thù nghịch của Judah và Benjamin hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, bèn đi đến Zerubbabel và các trưởng tộc mà nói rằng: Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Esarhaddon vua Assyria đem chúng tôi lên đây. Nhưng Zerubbabel, Yeshua và các trưởng tộc khác của Israel đáp với chúng rằng: Các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Song chúng ta, chỉ một mình chúng ta, sẽ cất một đền cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, y như Shiru, vua Pharosher đã truyền bảo chúng ta. Bây giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ trong khi họ xây cất, và trọn đời Shiru, vua Pharosher, cho đến đời Darius, vua Pharosher trị vì, chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ chống với dân Giu-đa, đặng phá việc họ lo toan. Nhằm đời Asheru vừa bắt đầu lên ngôi, thì chúng làm một cái trạng cáo dân Giu-đa và dân cư Jerusalem. Qua đời Ata-xét-xe, thì Bít-lam, Mít-rê-đác, Ta-bê-ên và đồng liêu của chúng viết biểu tấu lên Ata-xét-xe, vua Pharosher. Cái biểu ấy viết bằng chữ Aram và dịch ra tiếng Aram. Lại Rehum, tể tướng và Shimshai thư ký đồng viết biểu nghịch cùng Jerusalem tấu lên vua Ata-xét-xe như vậy: Rehum, tể tướng, Shimshai thư ký và các đồng liêu của họ, tức là người Dinit, người A-phạt-sa-thít, người Tạc-bê-lít, người A-phạt-sít, người A-kê-vít, người Babylon, người Su-sang, người Đê-ha-vít, người Ê-lam và dân sự khác mà Ô-náp-ba cao trọng và vang hiển đã đem qua, khiến ở trong thành Samari và trong các miền khác bên phía này sông. Này là bản sao lại của bức biểu chúng gửi tấu vua Ata-xét-xe: Các tôi tớ vua ở bên phía này sông kính tấu vua Ata-xét-xe. Tâu vua hay rõ ràng: Những người Giu-đa đã từ nơi vua lên đến chúng tôi tại Jerusalem, đương lập lại thành phản nghịch hung ác ấy. Chúng nó đã xây lại vách thành và tu bổ các nền cho xong rồi. Vậy nguyện vua biết rõ ràng, ví bằng thành này được cất lại và vách tường nó được xây lên, tất dân nó sẽ chẳng tiến cống, nộp thuế hoặc đóng tiền mãi lộ, rồi sau chắc sẽ gây họa cho vua. Vả vì chúng tôi ăn muối của đền vua và chẳng nỡ chứng kiến việc gây thiệt hại cho vua như vậy, nên chúng tôi sai sứ giả đến tâu rõ cùng vua, đặng người ta tra khảo trong sử ký các tổ phụ vua, tất sẽ tìm thấy trong sách sử ký đó và biết rằng cái thành này vốn một cái thành phản nghịch, gây thiệt hại cho các vua và nước. Từ thuở xưa người ta hay làm loạn ở đó, bởi cớ ấy thành này đã bị phá hoang. Chúng tôi tâu cáo vua hay rằng nếu thành này được cất lại và vách tường nó được xây lên, tất tại cớ ấy đất ở phía bên này sông sẽ chẳng còn phục vua nữa. Vua bèn giáng chiếu cho tể tướng Rehum, cho thơ ký Shimshai và cho các đồng liêu của họ ở tại Samari và ở trong các miền khác phía bên nay sông mà rằng: Nguyện các ngươi bình yên. Bức biểu các ngươi dâng tấu lên ta đã đọc ra tỏ tường trước mặt ta. Cứ theo mạng lệnh ta, người ta đã tra khảo, thấy rằng từ đời xưa cái thành này có giấy loạn với các vua, và trong nó hằng có sự phản nghịch và việc ngụy đảng. Lại tại Jerusalem đã có những vua rất quyền thế quản hạt cả xứ ở bên kia sông, và người ta tiến cống, nộp thuế và đóng tiền mãi lộ cho các vua đó. Vì vậy các ngươi hãy truyền lệnh ngăn cản những người đó cất lại cái thành này
cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó. Khá cẩn thận về sự này, e các vua bị thiệt hại thêm chăng? Vừa khi đã đọc chiếu của vua Artaxerxes trước mặt Rehum, thơ ký, Shimshai và các đồng liêu họ, thì chúng đồng lật đật đi đến dân Giuđa tại Jerusalem lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng công việc. Vậy, công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem đình cho đến năm thứ hai đời Darius, vua Pharoser trị vì. Chương 5. Vả, tiên tri Agê và tiên tri Sachari, con của Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel nói tiên tri cho các người Giuđa tại xứ Giuđa và ở tại Jerusalem. Sorobabên, con trai của Sa-an-thi-en và Yeshua, con trai của Yosadak, bèn trỗi dậy, khởi cất đền Đức Chúa Trời tại Jerusalem, có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ. Trong lúc đó, Tác-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sê-ta-bô-sê-nai và các đồng liêu họ đến tìm dân Giuđa mà nói cùng chúng như vậy: ai ban lệnh cho các ngươi cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng ta bèn nói cùng họ tên những người xây cất cái đền này. Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đói xem các trưởng lão dân Giuđa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc, đành lòng đem việc ấy tâu lại Darius, đợi đến khi vua giáng chiếu về sự ấy. Này, bổn sao luật tờ biểu mà Tác-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sê-ta-bô-sê-nai và các đồng liêu người, tức người A-phạt-sát ở bên này sông, tấu lên vua Darius như lời sau này: chúc vua Darius thái bình mọi vẻ. Chúng tôi muốn vua hay rằng, chúng tôi có đi trong tỉnh Giuđa đến đền thờ của Đức Chúa Trời rất lớn, thấy người Giuđa xây cất cái đền thờ ấy bằng đá nguyên khối, sườn nhà đã gác ngang qua vách rồi, và công việc làm cách kỹ lưỡng và tấn tới trong tay họ. Chúng tôi có hỏi các trưởng lão ấy rằng, ai ban lệnh cho các ngươi cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng tôi cũng hỏi danh tánh họ, đặng tâu cho vua biết các tên của những người quản xuất chúng. Chúng đáp lời như vậy: chúng tôi vốn là kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời, Chúa Tể của trời và đất. Chúng tôi đang xây cất lại cái đền thờ đã lâu năm trước đây có một vua sang trọng của Israel lập lên và làm cho hoàn thành. Song các tổ phụ chúng tôi chọc giận Đức Chúa Trời, nên Ngài phó chúng vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon là người canh đê. Vua ấy phá hủy đền này và bắt dân sự đem qua Babylon. Nhưng năm đầu đời Siru, vua Babylon trị vì, vua Siru truyền lệnh cất lại cái đền của Đức Chúa Trời. Vua Siru cũng rút ra khỏi đền thờ Babylon những chậu vàng và bạc của đền Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã đoạt lấy khỏi đền thờ tại Jerusalem, đem về trong đền thờ Babylon. Siru giao các vật ấy cho danh Sết-ba-sa mà người lập làm quan tổng đốc và nói với người rằng: hãy lấy các khí dụng này đi để trong đền thờ tại Jerusalem và xây cất lại nhà của Đức Chúa Trời trên chỗ cũ nó. Bấy giờ Sết-ba-sa này đến lập nền đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, và từ lúc đó đến rày người ta đương xây cất nó song chưa hoàn thành. Vậy bây giờ nếu đẹp ý vua, xin hãy tra khảo trong kho vua tại Babylon xem thử thật Siru có ra chiếu chỉ xây cất lại cái đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem chăng. Đoạn cầu vua giáng chiếu dạy chúng tôi ý vua về việc ấy. Chương 6. Vua Darius bèn truyền tra khảo trong tàng thư viện là nơi chứa các bửu vật tại Babylon. Người ta tìm được trong đồn ở Ecbatan tại tỉnh Medi một cuốn giấy, trên đó có di tích như vậy: năm thứ nhất đời Siru, vua Siru ra chiếu chỉ về đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem rằng: khá xây cất lại đền của Đức Chúa Trời, đặng làm nơi dâng những của lễ, các nền nó phải lập cho vững bền. Đền thờ sẽ 60 thước bề cao và 60 thước bề dài. Nó sẽ có 3 hàng đá nguyên khối và 1 hàng đòn tay gỗ mới. Còn tiền sở phí
thì phải cấp phát từ trong nhà vua. Lại, các khí dụng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã lấy trong đền thờ tại của Jerusalem và đem qua Babylon thì phải trả lại và đem về trong đền thờ tại Jerusalem. Khí dụng này trong chỗ nấy, ngươi phải để nó tại chỗ cũ trong nhà của Đức Chúa Trời. Vậy, bây giờ, hỡi Tác-tê-nai, tổng đốc của xứ phía bên kia sông, Sheta-bô-xê-nai và các đồng liêu người ở A-phạt-sát bên kia sông, hãy giang ra, khá để cho quan cai của người Giu-đa và những người trưởng lão của chúng xây cất lại đền thờ của Đức Chúa Trời tại nơi cũ nó. Này, ta ra lệnh, truyền các ngươi phải làm gì đối với các trưởng lão dân Giu-đa đặng giúp việc cất lại cái đền của Đức Chúa Trời. Hãy lấy thuế khóa thâu ở bên kia sông, vội cấp phát các tiền chi phí cho những người đó, để công việc chẳng bị dứt chừng. Phàm vật chi cần kiếp, hoặc bò tơ đực, chiên đực hay là chiên con, để dùng làm của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa trên trời, hoặc lúa mì, muối, rượu hay là dầu, theo lời những thầy tế lễ ở tại Jerusalem, khá giao cho họ mỗi ngày, chớ thiếu, hầu cho họ dâng những của lễ có mùi thơm cho Đức Chúa trên trời và cầu nguyện cho sanh mạng của vua và của các vương tử. Ta cũng truyền lệnh rằng, nếu ai cãi chiếu chỉ này, thì khá rút một cây đòn tay trong nhà kẻ ấy, rồi treo nó tại đó, và vì cớ tội ấy, làm cho nhà nó thành ra một chỗ đổ rác. Nguyện Đức Chúa Trời là đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền thờ ấy, hủy diệt vua nào, dân tộc nào, dám giơ tay ra cãi chiếu này, đặng phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Ta là Darius, ban chiếu chỉ này, khá làm theo nó cách cần mẫn. Tác-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sheta-bô-xê-nai và các đồng liêu họ, bèn cần mẫn tuân theo chiếu chỉ mà vua Darius đã sai đến. Ấy vậy, các trưởng lão của dân Giu-đa bắt tay cất lại đền thờ, công việc được may mắn, y lời tiên tri của tiên tri A-gê và của Sa-cha-ri, con trai của Y-đô. Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời của Israel và theo chiếu chỉ của Shiru, Darius và Artaxerxe, vua nước Pherusher. Ngày thứ ba tháng Ada, nhằm năm thứ sáu đời vua Darius, cái đền này được xây cất cho xong. Dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê Vi và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng. Về lễ khánh thành đền thờ này, chúng dâng 100 con bò đực, 200 con chiên đực, 400 con chiên con, và tùy theo số các chi phái Israel, chúng dâng 12 con dê đực làm của lễ chuộc tội cho cả dân Israel. Chúng lập lên những thầy tế lễ của các người Lê-vi tùy theo ban thứ của họ, đặng phục sự Đức Chúa Trời tại Jerusalem, y như đã chép trong sách của Môi-se. Đoạn, ngày 14 tháng Giêng, các người đã bị bắt làm phu tù được về giữ lễ vượt qua. Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch không trừ ai. Rồi, chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ là anh em mình và vì chính mình mà giết con sinh dùng về lễ vượt qua. Những người Israel đã bị bắt làm phu tù được về bèn ăn lễ vượt qua luôn với những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Israel đặng tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Trong 7 ngày, chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ, vì Đức Jehovah đã làm cho lòng chúng được khoái lạc và có cảm động lòng vua Assyri đoái xem chúng, đặng giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Israel. Thi Thiên 145. Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền việc quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài.
người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình Chúa. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài, những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa, đặng tỏ ra cho con loài người biết việc quyền năng của Chúa và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi người cong khom. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa xòe tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, song hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Chương 23. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Huống cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Huống cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Huống cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng: nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Huống cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Huống cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pha-ri-si mù kia,
trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Huống cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả, tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáng. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Huống cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình và nói rằng: nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Vậy nên, này, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi. Từ máu A-bên là người công bình, cho đến máu Sa-cha-ri là con của Ba-ra-chi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chương 24. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đền thờ, đang đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bây giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy, cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chứa cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, sự cuối cùng sẽ đến, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói. Ai đọc phải để ý, thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyên của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: kìa, Đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng tin.
vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Này, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy, nếu người ta nói với các ngươi rằng: Này, Ngài ở trong đồng vắng thì đừng đi đến. Này, Ngài ở trong nhà thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông nhán đến phương tây, thì sự có người đến sẽ cũng thế ấy. Nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm tại đó. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các tầng trời rung động. Khi ấy, điềm có người sẽ hiện ra ở trên trời. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình, dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non, lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy khá biết rằng có người gần đến, Ngài đang ở trước cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả. Thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thế nào, khi có người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới gả như thường, cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi có người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đương say cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay cách nào kẻ trộm sẽ đến thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.